chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yếu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió.
tơ hồng đôi lứa cùng nhau. Quan viên hai họ đông đúc tới đây chúc mừng duyên thắm cao trầu. Thiệp hồng mời về đây có gì chú bác anh em gần xa. Đây đó vang tiếng đàn tiếng ca từng bừng chúc mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé rước mâm khăn hồng khúc khích đùa vui. Trên tay em vòng hoa cưới thắm tươi bên người như hé môi cười. Rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh. Ngựa ô rước dâu sẵn sàng thế bên kiệu vàng theo chàng về dinh. Chiếc áo chỉ có tươi màu em đã chọn kín. Một chiếc
ekip thực hiện chương trình chúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong năm hạnh phúc và thật sự như ý. Và kính thưa quý vị, để cho ngày vui của đôi bạn trẻ không kém phần sôi động, gia đình đã quyết định dàn dựng chương trình giao lưu văn nghệ. Rất mong sự tham gia ủng hộ của tất cả quý vị. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của các đội ca trẻ đến từ thành phố Long Xuyên. Đặc biệt hơn, chương trình ngày vui của đôi bạn trẻ sẽ được chương trình của chúng tôi trực tiếp qua các kênh truyền hình, đặc biệt trên kênh kỹ thuật số Let's Việt. Hoặc quý vị lên trang web www.amthanhansanghoathi.vn, chương trình sẽ phát lại đồng hành cùng tất cả quý vị. Vâng, thì để câu lạc bộ thời gian quý báu của tất cả quý vị, một lần nữa cho phép Vân Thi xin được thay mặt cho đình chủ hôn gửi đến lời chiên âm của toàn thể tất cả quý vị. Cảm ơn cô bác đằng xa đã dành thời gian quý báu đến chung vui ngày vui của đôi bạn trẻ. Đó là niềm vinh hạnh mà gia đình lúc nào cũng mở rộng vòng tay chào đón cùng tất cả quý vị. Trong buổi tiệc có điều chi sơ sót, mong quý vị niềm tình tha thứ bỏ qua. Một lần nữa xin chúc tất cả quý vị một đêm tiệc âm nhạc tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thể loại nhạc sống và cái ok, rất mong tất cả quý vị yêu thích thể loại nào chúng ta đến tham gia để chúc phúc cho ngày vui của đội bạn trẻ. Vâng, thì để khích lệ tinh thần của tất cả quý vị đến với chương trình, chương trình cũng dành những món quà ưu ái lên cho quý vị. Quý vị nào hát hay có số điểm bình chọn của 2.000 khán giả và 3.000 tin nhắn thì quý vị sẽ được một phần quà, đó chính là một giải nhất, một chiếc máy giặt hiệu Panasonic trọng lượng sử dụng lên đến 11kg và trị giá 11.890.000. Và quý vị nào có số điểm thấp hơn, đó chính là một giải nhì, một chiếc nồi áp suất vang thương hiệu cao cấp trị giá 2.899.000. Còn rất nhiều phần quà nhỏ nhỏ chờ đợi cùng tất cả quý vị. Vâng, thì để không làm mất thời gian quý báu của tất cả quý vị, cho phép Vân Thi gửi đến cùng toàn thể tất cả quý vị với một món quà tinh thần, đó chính là một ca khúc say tình mời quý vị cùng thưởng thức. People on the dance floor. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phải đến từng quý vị để đăng ký tham gia chương trình nhạc một lần nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Với anh sẽ đưa đến tất cả quý vị qua khúc Tình Em Tháp 10. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa có vỗ tay
chợ. Tiếp theo là tới là câu 7. Bây giờ cậu 7 xong thì tới là cô 8 lượng 8. Đâu cô 8 lượng 8 đâu rồi? Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Đây đi. Đây nhà tôi, em biết đi. Rồi, 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 rồi. Hôm nay thầy vui có con, vui có gì hơn thì nó chú quýt mình nhiều. Hai ngày vui cho con cũng cho thành hạnh phúc. Cô vợ cũng cho con vui vẻ rồi. Nhỏ đó thấy nãy giờ nó quay được ngay, cô dâu cũng quay không ạ. Đó thầy. Con vô tiền vui ra. Và bây giờ là cô tám xong, đã xong giờ thấy là cô hốt. Cá 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 thở quá lúc. Tại vì lúc mà các mình để là để rồi bây giờ ra. Cháu ba ngủ rồi con. Cháu ơi, cháu ngủ. Rồi rồi, Linh đó, hết đi ra ngoài đó nghe. Ủa, thì nó đưa tiền cho. Đây. Để mày nói tao đưa tiền cho mày. Đưa tiền chứ. Đưa. Đưa. Chúng ta không còn. Bây giờ là ngày hôm nay là ngày nhà lễ xuất giá của con. Chú nhưng mà cái là quan trọng có cái là con phải thì ông nội sao mà cũng có tiền thôi nữa hả? Con có tiền thật hết ta. Ừ. Ta lấy hết rồi. Hồi nãy cho để luôn nè. Nói chứ rồi chứ. À, nó nói là cái ông cũng là mình. À, mình có nghe cái ông ấy nè. Để nói với cháu. Thôi thôi. Nói lũ cho dành mình thôi. Còn không chết. Vậy thôi hả? Uống đi gỡ đó nó nhiều quá. Cả ca đó. Cả ca đó. Cả ca đó. Rồi nãy ông nói sao đó, giờ ông nói là kết thúc rồi. Không có nào để chơi nó nào thì nói nha. Mời mẹ hai tay mời ba. Nói lớn lên. Dạ ba mẹ có lời dặn dò gì không? Cầm cái micro lên kìa. Mời cha trước. Mời
em ở chung được ai đâu. Rồi con có phụ nè, con đỡ gắn lại cho cha mẹ lại cha sao? Dạ. Dạ dạ con cho đi vô đây trước rồi ngồi đây. Dạ dạ bưng ly nữa đó con, bưng ly nữa. Đúng rồi, dạ dạ dạ. Dạ ơi. Tất cả phải cười nha. Cười cho nó vui. Rồi đứng đó bốn người luôn, đứng đó bốn người luôn, cưng xây qua mẹ cưng hiền. Rồi nghiêng cho mẹ luôn, rồi anh chính dịch vai chi chính đi. Đó thầy nó sát cho chị đi thầy. Rồi hồi gia đình nhìn con nè, nhìn con nè, nhìn con nè. Cô ơi nhìn con nè. Rồi nhìn con cho tôi nha. Câu hát quê mùa con xin mẹ cho con thắm đỏ lá trầu xanh buồn cao tươi mới hái. Mẹ cho con xin câu hát thời con gái, chim đã đa thì đâu nhân ngơ nhân cây đa. Thương ngoại già mẹ không lấy chồng xa, di dâu theo người dân nước lạ. Ra đứng ngõ sao chiều chiều trong quê lạ, ngõ đâu ngõ đó cũng ngậm ngùi. Mẹ ơi, mẹ cho con xin gian cách xa đợi chờ đường sang nhà vắng trong phao vui theo kiểu hoa có đôi phụ xe còn trông đợi bạn bè dẫm tên bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu cho mùa xuân này anh sẽ cưới em lũ bạn xa chắc không kịp mời đường chim trời đầy đó bốn phương đưa đầu nón giữa đêm vừa xuống nhà máy chơi rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó mùa đông thì chưa sang tình dâng muôn ngàn em lo gì thời gian mùa thu sẽ đến mùa đông rồi quá mau ngày vui đến gần nhưng nhắc trời tỏ xuân mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng màu hy vọng tôi thắm áo anh màu tình yêu ngát trên đồng lúa.
màu huy hoàng dịu dàng quê hương, màu đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Bàn xa chắc không kịp mời, đầu chim trời đầy đo bốn phương, đưa đầu nón giữa đêm vừa xuống. Nhớ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang, tình dâng út ngàn em lo thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi quá mau, mùa thu đến gần nhưng nhắc chờ vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa, màu hy hoàng dịu dàng quê hương, màu mùa xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, màu đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bơ lao. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghiêng nắng hàng cau xanh rạt rào. Bên giàn thiên ly bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, anh sẽ về thăm. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô báo yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoại thành. Em ơi em ơi, dù xa cách mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tôi trong cây và hỏi vùng cao, con chim anh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng len len bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em đêm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. We'll be right back.
nước mắt lòng không phụ lòng. Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tôi trong cây và hỏi vùng cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng len lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Đi kèm theo và các tộc họ trong gia đình, tôi xin chấp nhận phần này, xin những người đại diện trong gia đình mở ra để mà dân cúng lên bàn thờ tổ tiên. Mở nắp luôn rồi chú Hoàng, nắp luôn. Khăn nắp luôn. Bước chung rồi, ông mở này. Mở hết cái đi cho em quay phim xong đó mình phải sắp lên nha. Xin cáo lỗi cùng tất cả hội đồng gia tộc cũng như bên lưỡng tộc
là gì? À, phía trong tôi xin cái gì á? À, rồi ông bước qua bên chú Nghệ đó nè. Trụ nó cao mình để mấy trong đi. Rồi còn nó bưng trà luôn. Dẫn không? Rồi sẵn chiền hai mâm kia cho nó bưng vô luôn. Đã đến giờ đại kiếp để làm hôn lễ cho hai cháu. Được sự chấp thuận của gia đình tôi xin thay mặt cho gia đình để tuyên bố lý do trong buổi lễ hôm nay. Dạ. Không dung hận cho mình sẽ quên. Cho nên trước giờ làm lễ ở đây thì có bà nội và cô hai thay mặt cho bên nữ giới. Xin bà nội uống ly rượu để kính. Thôi đừng uống rượu tỉnh rồi đó. Kính thưa bên nữ giới để chẳng. Đã chấp nhận và tổ chức tại buổi lễ. Nhưng ở đây cái buổi lễ hôm nay nó có cái phần đặc biệt là lễ ngọc tế, cho nên ở đây xin lỗi bà chị và bà là gia chấp người ta không biết. Thôi bà chị. Dạ thôi bây giờ chị cũng đại diện ha. Chị cũng đại diện mà thay mặt cho họ bên nhà trai để uống ly rượu để chấp nhận cho cuộc lễ bắt đầu. Sau khi được trình những nhân sự, nhân vật ông bà cũng như là cô bác đã uống miếng rượu để kiến nhận là cuộc lễ hôm nay bắt đầu. Kính thưa hội đồng dân tộc, kính thưa quý vị quan khách, cuộc lễ hôm nay tại gia đình chúng tôi, hôm nay là ngày Chủ nhật 15 tháng 3 nhằm ngày 22 tháng 2 âm lịch năm Canh Tý, được sự thuận hòa của hai tu gia và được sự yêu thương của đôi trẻ đưa đến cuộc hôn nhân ngày hôm nay và cuộc lễ hôm nay. Giờ bây giờ đã đến giờ đại kiếp, vậy tôi xin thay mặt gia đình tuyên bố cuộc lễ bắt đầu. Cuộc lễ gồm có những phần như sau. Thứ nhất, cha mẹ đôi bên cùng nguyện hương, nguyện đèn trước ngôi gia bảo cũng như gọi là cửu quyền thất tổ để chứng tỏ kính trình cho đôi cháu được tròn duyên hạnh phúc. Phần thứ hai là phần hai cháu hành lễ. Phần thứ ba hành lễ trước ngôi cha gia tiên xong đến phần lễ tiền, trong đó có ông bà nội ngoại đâu bên. Phần thứ tư là phần cha mẹ. Phần kế là phần để tưởng nhớ những công lao tiền nhân trong họ đã dày công xây dựng đất nước quê hương có ấm no, có hạnh phúc, có đám cưới ngày hôm nay. Như vậy là phần. Còn phần cuối cùng là phần khu mâm. Tôi cũng xin thay mặt gia đình bên nội nhà gái. Không có mâm trầu thì thôi, có thì phải dở. Mà nếu dở, tại sao bây giờ mình lại dở? Là vì ngày xưa nó tham nhật đáo quy, tức gọi là 3 ngày sau mới được quyền dở mâm trầu. Nhưng hồi thì bây giờ thời buổi hiện nay kinh tế mỗi người nó cũng khác nhau, cho nên đi vô một giờ, đi ra một giờ, tốt cho tốt tất cả. Vậy bây giờ xin ông đại diện khui hoa khui đẹp. We are.
sẽ sẻ chia hôn để chúng ta nên vợ chồng. Trời biển của những người, những kẻ đã hy sinh, giành lại đất nước Việt Nam của dân tộc chúng ta, đưa đến thanh bình và thịnh vượng, cơm no áo mặc áo ấm. Như vậy là cũng nhờ công lao của tiền nhân trong họ, những người đã hy sinh được những giọt máu đào để cứu lấy quê hương cho đến ngày hôm nay. Vậy chúng ta khi mà đã thành hôn thành duyên, là thành vợ chồng, phải nhớ công lao công ơn của những người đó. Xin trân trọng kính mời bà nội lòng vui lòng đứng dậy để cho hai cháu làm lễ tiền nhân trong họ. Sau đó bốn xá, xá thẳng ra ngoài bốn xá, xá các cung thờ. Xin mời bà con ơi, con ơi, con hai ơi, con hai giữ cái đưa cái ly lại con. Rồi thắt cái tay xuống chút xíu cho thấy nè. Rồi rồi. Rồi giơ lại đây cho tôi lên nha. Rồi. Tôi xin phép lại xin trân trọng kính thỉnh kính mời ở giai cấp ông bà bên nội cũng như bên ngoại, từ ông hai cho đến ông bốn, từ bà hai cho đến bộ, như là bước vào đây uống ly rượu nồng để mừng ngày hôm nay của con cháu mình, xin trân trọng kính mời. Bây giờ hai đứa cũng vậy, bây giờ cái giai cấp ông bà thì không còn hai con nữa, không còn nữa phải không? Con các cháu mà ai cũng đều mong muốn như vậy, là bà khi bà nội đã uống ly rượu nồng của cháu dân rồi thì cùng cô hai. Vậy là cho hai cháu nó tạ lễ bằng cách là thôi giờ cũng là bà nội ra nãy giờ chủ quyền rồi xá rồi, thôi bà nội cho xá luôn ha. Con xá thẳng rồi, xá rồi, xá ngay qua bà nội. Cung tay, cung tay. Xá hai xá. Rồi, rồi cảm ơn hai con, cảm ơn bà nội. Tới bây giờ cái quan dạ. Tất cả ở những người gia cấp tương đương với cha mẹ của cháu từ bác hai cho tới chú út. Nếu có bác sâu xin trân trọng kính mời bước vào đây uống ly rượu. Ông đại diện cho xin trân rượu là để mời gia cấp cô bác uống ly rượu rồi thì cũng xin kính mời cô ngoại, ai là gia cấp của cô ngoại của cháu. Ông ngoại nó xin mời vô đây uống ly rượu, trước uống ly rượu sau xin chúc quà. Bảy ơi, bảy ơi, bảy ơi. Bây giờ nhìn con cái nè, chú. Hai ông bà cũng ly luôn. Tôi xin nhắc lại để cho cái thời gian cho nhanh chóng. Kính mời, kính thỉnh tất cả giai cấp cô bác của cháu. Nếu có bác xui xin mời luôn. Tương đương với cha cô bác uống rượu để mời cho cháu. Xin ông đại diện cho tôi xin phần rượu. Kính thưa quý vị, qua cái phần giai cấp cô bác đã xong, bây giờ đến phần phụ mẫu ăn. Thì ở đây đó thì bữa hôm nay á là gọi là cái lễ nộp tế, cho nên á là bên đó có cha mẹ, ở bên cô dâu thì là cha mẹ với chú rể. Vậy thôi hai con. Chúc mừng hai họ một nhà, gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc, bên người chồng yêu mặn mà. Chúc chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Ngày chim đã sơ lầm, hai bà cũng là kết thân với nhau và chính xác là xuân gia với nhau kể từ bắt đầu ngày hôm nay trở về sau. Tôi cũng mong muốn rằng hai gia đình tạo điều kiện là sao cho con cái trên đường phát triển trong cuộc sống. Rồi vô xin thay mặt các con tạ ơn quý ông. Thôi giờ như thế này, để sau khi uống ly rượu nồng để mừng ngày hôn lễ của con rồi, rồi cha mẹ nó quên để cho hai cháu nó đáp lại lễ đáp tài lại. Rồi thôi giờ nãy giờ ông bà xá tôi rồi, tôi thấy của con nó xá đâu mau. Thôi giờ hai con xá thẳng rồi bà hạ xá để đáp lại công ơn của cha mẹ. Phần kế tiếp là phần anh chị gia cấp tương đương với cháu. Ai là anh chị của cháu?
em, anh chị em xin bước vô đây uống ly rượu để mừng ngày hôm lễ của em, để mình kính thân chế luôn, chế luôn đi anh, chế luôn ha. Bây giờ con bước ra đây. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em dìa với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông. Em ơi, hai vợ chồng mình nhớ thương nhau suốt đời nghe em. Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà đậm đà lửa. Trong cái cuộc hành lễ tôi xin tuyên bố bế mạc, trước khi tuyên bố bế mạc tôi xin thay mặt gia đình của chú Chính trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách, thông gia, ông bà, cô bác bên họ nhà trai vui lòng dành chút thời gian ở lại dùng với chúng tôi buổi tiệc. Thay mặt xin trân trọng kính mời và chân thành cảm ơn quý vị. Vỗ tay. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu.
Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đông vui thiệt vui. Và đã tìm hiểu cho nhau, cuối cùng các bạn trẻ của chúng ta cũng đã rút ra được một quyết định thật sáng suốt, đó chính là nhận định của cuộc hôn nhân gia đình. Và sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay cũng chính là ngày ông cơ và việc kết hợp xây dựng cho đôi bạn trẻ. Nói vấn đề cho phép ông thì xin được trân trọng giới thiệu thành phần đôi bên tham gia. Khai mạc cho họ là gái gồm có ông Nguyễn Văn Dân và bà Nguyễn Thị Lệ Thị đến từ phường Nguyễn Hòa, thành phố Long Xuyên, An Giang, là người đại diện mẫu thân của cô dâu. Một lần nữa cho phép ông thầy xin được trân trọng kính mời quý ông bà chúng ta đến lễ trình phục cuộc lễ. Rất lâu đầu mặt trọn đời, chúng tôi mong bác xa rằng
Quay lại nhìn nhau ơi, hai đứa nhìn nhau ơi. Rồi gõ này, gõ này, gõ này. Để đáp lại tình công ơn mẫu tử sinh thành, hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ dâng lên ví dụ công ơn báo hiếu. Quý bác sĩ về trong thiên đạo Phật đã có nói, trong cuộc sống của chúng ta không gì quý hơn ngàn vàng, ấy là sức khỏe của chúng ta, và điều quý hơn ngàn vàng ấy đó chính là tình. Em về anh chẳng cho về, nắm tay em lại đọc một bài thơ. Bài thơ ba chữ chung tình, chữ chung chữ hiếu, chữ tình là ba. Chữ chung anh để cho cha, chữ hiếu anh để cho mẹ, chữ tình anh để cho đôi ta. Rất mong mà sự vấn hai bạn sẽ trao cho nhau. Suốt con đường còn lại dù thế nào, dù cách sau, hai bạn cũng phải kề sát bên nhau. Cuộc cuối cũng phải chia làm hai, cuộc đường cũng phải chia làm hai, chiếc đường là của chung lên nha. Không đâu sân bằng, lúc này thì thắc mắc bong bong, tôi đi mình chính như là chú rể và cô dâu. Anh ấy trông rất đẹp trai, cao to phong độ không ai sánh bằng. Cô dâu thì xinh đẹp tuyệt trang, dịu dàng dễ mến nên có phần nét na. Đừng biết như chị Hằng Nga, thiên bọc nguyên xói cũng có nhỏ vì yêu. Anh ấy thì trông giống như sĩ điều, chị ấy trông giống như thiết điều ngày xưa. Hai người ánh mắt đông đưa, nhìn nhau say đắm mà say sưa tình lòng. Tôi thì nên vợ nên chồng, thì không thể thì lúc không ơn mẹ thầy. Quý vị có biết không, yêu hoa, trần trần bóng bóng và dắt chặt thành. Canh một gọi lại canh hai gọi lại canh ba. Cuối cùng chú Nghĩ con thắng, rút ra chiếc điện thoại iPhone 9 điện cho Quang Thiên. Hôm nay có một món quà muốn dành tặng cho cô dâu. Trước khi đón nhận món quà ấy, tôi phép Quang Thiên mời cô dâu nhắm mắt lại trong bao giây. Xây ngang phía bên tay phải 357 độ, và chú Nghĩ xây ngang phía bên tay trái 375 độ, đối diện thành hai đường thẳng, nhìn với nhau hai bạn. Lý trên thế giới đã chứng minh 85% một nụ hôn trong ngày hôm nay mà chú rể sẽ trao tặng cho cô dâu. Nếu như trong ngày hôm nay chú rể hôn lên má trái của cô dâu thì sang năm sẽ cho ra một cháu gái. Còn nếu như chú rể hôn lên má phải của cô dâu thì sang năm sẽ cho ra một cháu trai. Còn điều đặc biệt hơn, nếu như trong ngày hôm nay chú rể hôn lên bờ môi của cô dâu thì sang năm sẽ cho ra cả hai, thậm chí cả ba luôn, trai và gái. Và điều quyết định ngày hôm nay như thế nào, mời vị cho chàng bóng tay ạ. Em cứ gãy cây 1 2 3 Kiếm đi. Hãy làm gì là mình đi. Những gì mà tôi nói mấy lâu nay chưa được nói ra thì thay cho bờ môi này em sẽ nói với anh một câu là anh rất thương. 1 2 3
cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1 2 3 vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1 2 3 vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn. Mình chúc hai họ. Ông từ giờ chính thức được làm xuôi. 1 2 3 vô.
một vô. Vô trăm phần trăm ta chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể hoàng. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một, hai, ba, vô. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể. Cô chú ý quanh sáng là nhà chàng tin gây hay cũng người là tươi. Ngày xưa cũng hóa ra mê I'm gonna make you mine.
lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Thương vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kể bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuồng sâu. Nhiều năm qua anh